Xin chào mọi người. Để đầu tiên, Ác Thanh Thành rất chân thành cảm ơn bạn Heo, cũng là Lucifer, hội viên VIP Pro Rút Gân Lu, hồi lúc nãy mới chuyển cho tớ thùng bia. Cảm ơn Heo, cũng là Lucifer rất nhiều. Chiến Thành ở rễ Dương Thanh và Thanh Tâm, chương 7028 đến chương 7037. Nhĩ Chu lúc này ngừng ác, tròn mắt nhìn Lưu Vũ Hàng từ lưng chừng núi lao xuống. Giờ khắc này hắn tuyệt vọng đến cực điểm, nằm vật ra bên vách núi, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, toàn thân sát khí sôi trào. Súc sinh, các ngươi, những súc sinh này, ta muốn đem tất cả các ngươi giết sạch. Một lát sau, Nhĩ Chu bỗng dưng từ dưới đất bò dậy như một dã thú gầm lớn một tiếng. Ngay sau đó, Nhĩ Chu trực tiếp hướng về phía nhóm Dực Đông đang quan sát từ xa trên mặt đất vọt tới. Đám người lúc này mới phát hiện ra hai mắt Nhĩ Chu hiện tại che kín tơ máu, đỏ ngầu tự như hai mắt của dã thú, sát khí lạnh như băng toàn thân kia, khiến đám người nhìn thấy mà rùng mình. Gương mặt Nhĩ Chu vốn thật thà thiện lương, giờ phút này trông vô cùng dữ tợn. Ta giết chết các ngươi! Tiếng la hét của Nhĩ Chu càng lúc càng tới gần nhóm Dực Nông. Khi nhóm Dực Nông thấy sau lưng mình không có người nào là người bên ngoài thành thực cốc, lúc này mới phản ứng lại được Nhĩ Chu chính là muốn giết bọn hắn. Có người chỉ phản ứng lập tức lớn tiếng nói: Nhĩ Chu, gia hóa này điên rồi, mọi người chạy nhanh đi. Quả nhiên Nhĩ Chu đã triệt để mất đi lý trí. Trong lòng hắn giờ phút này chỉ có cừu hận cùng sát ý. Nhóm Dực Nông ngày bình thường không ít lần bắt nạt Nhĩ Chu. Lúc này một số người vốn định ý vào có nhiều người xung quanh, bán còn kêu gọi những người khác muốn lại tại chỗ chuẩn bị ngăn cản Nhĩ Chu. Thế nhưng là Nhĩ Chu ra tới như phát điên, không đợi đám người kịp mở miệng chửi bới, Nhĩ Chu trực tiếp tóm lấy tóc có một người trong số đó. Ngay sau đó vung lên nắm đấm to, không chút lưu tình chào hỏi gương mặt tên kia. Tên Nhược Đông kia nháy mắt bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Bà hắn ý vào nhiều người còn dám phách lối, nhưng khí lực bản thân vốn không hề mạnh bằng Nhĩ Chu. Tại trong tay Nhĩ Chu không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh bị đánh ngất đi. Mấy người khác nơi nào còn dám tiếp tục ra vẻ trâu bò, nhanh chân bỏ chạy. Một bên lớn tiếng hét lên: Nhĩ Chu, ngươi có thể hỗn đản này, chúng ta đền hàng xóm của ngươi, ngươi làm sao có thể xuống tay với chúng ta ác độc như vậy, tổn thương người thành dự khóc hiền lành chúng ta là phải bị trừng phạt ra. Đây là một Dực Nông, lời đều chưa nói xong để bị Nhĩ Chu vọt tới, một chân đem hắn đạp lăn, nện ra một đấm khiến người đó đập bạch trên mặt đất. Những người khác cuống cuồng bỏ chạy, sắc mặt từng tên trắng bệch không còn chút máu. Trước đó, động thái điên cuồng của Dương Thanh đã đem đám người thần địa cốc dọa cho phát sợ, nhưng mà hắn có làm sao để không nghĩ tới, thậm chí ngay cả một tên Nhĩ Chu ngày bình thường luôn thật thà cũng thay đổi trở nên điên cuồng như vậy. Bà hắn hết sức rõ ràng, ngày bình thường chỉ cần không ức hiếp Nhĩ Chu quá đáng thì Nhĩ Chu căn bản cũng sẽ không ra tay với bọn hắn. Nhưng Nhĩ Chu bây giờ chính là trực tiếp hạ tử thủ, hướng tới chết mà đánh. Sau mỗi một nắm đấm chào hỏi của Nhĩ Chu, trên mặt cùng trong miệng đám Dực Nông bị đánh để sao có máu tươi bắn ra tung tóe, đoán chừng không bó chạy liền sẽ bị hắn đánh chết ngay tại chỗ. Phụ mẫu Nhĩ Chu ngay tin chạy đến, vốn dĩ còn muốn tiến lên khuyên can Nhĩ Chu, kết quả phát hiện Nhĩ Chu căn bản là không nhận ra cha mẹ của mình. Cứ nhìn thấy cha mẹ của mình, hắn cũng vung lên nắm đấm to liền xông tới muốn đánh. Phụ mẫu Nhĩ Chu cực kỳ bi thương, bọn họ không ngừng gọi tên Nhĩ Chu nhưng Nhĩ Chu vẫn không hề nhận ra bọn họ. Hai vị phụ mẫu vừa đau lòng vừa khẩn trương, bọn họ vốn chỉ có một đứa con trai cũng xem như bảo bối, bản thân Nhĩ Chu không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Bà ta vừa khao khát vừa lớn tiếng hét lên muốn chạy về phía Nhĩ Chu. Nhĩ Chu à, mẹ cầu xin con nhanh dừng tay lại, không được giết người, con làm sao để không nhận ra mẹ cùng cha như vậy chứ. Nhĩ Chu à, Nhĩ Chu, con của ta. Những Dực Nông khác có lương tâm bên trong thành dự cấp không đành lòng nhìn xem một màn trước mắt này, con không muốn Nhĩ Chu làm tổn thương đến cha mẹ của hắn. Vì vậy bọn hắn để cùng tiến lên giữ chặt cha mẹ Nhĩ Chu, cùng hai người lùi lại tránh né. Để khiến cha mẹ của Nhĩ Chu tuyệt vọng nhất chính là Nhĩ Chu vậy mà từ giữa đất nhặt lên một cái lưỡi liềm do một Dực Nông khác vội vàng bó chạy mà rơi lại, vừa lưỡi liềm trong tay
chạy khắp nơi tìm kiếm Nhược Nông. Đám người Thanh Gia Gấp giờ phút này có một phần tuyệt vọng, mà hắn có chút hối hận từ vừa mới bắt đầu liền không nên bắt nạt Lưu Yên hai tỷ đệ cùng Nhĩ Chu. Bây giờ Lưu Yên tỷ đệ hai người cũng đã rớt xuống vách núi, tất nhiên sẽ là kết cục thịt nát xương tan. Mà Nhĩ Chu lại làm cho bọn hắn nhức đầu nhất, gia hóa này triệt để mất đi lý trí, trở thành một tôn sát thần. Trước đó Chí Thanh cùng Mã Công Tử những người kia mặc dù khủng bố, nhưng là những người kia cũng còn có lý trí, chỉ cần không đi chơi chọc bọn hắn thì bọn hắn cho dù thủ đoạn có tàn nhẫn cũng sẽ không trực tiếp tổn thương tới bọn họ. Thế nhưng Nhĩ Chu bây giờ thì lại khác. Nhĩ Chu đã trực tiếp trở thành sát nhân tiềm ẩn bên trong Thành Nhật Cốc. Gia hóa này nhìn thấy ai liền giết người đó. Thật không may, không một ai có thể ngăn cản được Nhĩ Chu. Dù sao thì tên kia hiện tại ngay cả cha mẹ thân sinh của mình đều muốn giết. Bọn hắn hiện tại mặc dù có thể tránh thoát Nhĩ Chu, nhưng bọn hắn không có khả năng sống một cuộc sống liên tục trốn tránh Nhĩ Chu. Bọn hắn thập phần lo lắng về sau khi vừa ra khỏi cửa liền không cẩn thận liền gặp phải Nhĩ Chu. Nhìn tình huống hiện tại của Nhĩ Chu, gia hóa này không ổn một chút nào. Không một ai biết đến chính là Lưu Vũ Hàng sau khi nhảy ra khỏi vách núi, Thầy Dương Thanh đang ôm lấy Lưu Yên bên dưới vách núi, khẽ vươn ra một tay liền bắt được Lưu Vũ Hàng. Gia Thanh vốn định trách mắng Lưu Vũ Hàng sao có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này, nhưng rốt cục Lưu Vũ Hàng lại hôn mê ngay tại chỗ. Gia Thanh cũng không hề gọi cậu tính lại, mà trực tiếp đem cậu vác lên trên vai, đồng thời dùng một tay còn lại ôm lấy thi thể Lưu Yên. Bất chợt ánh mắt bắn ra sát cơ của Dương Thanh liếc nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía phương hướng mà công tử chạy trốn, thân hình như một dã thú lao vào bên trong rừng rậm. Mã Công Tử lúc này tốc độ dưới chân cũng phát huy đến mức cực hạn, hắn liều mạng chạy về phương hướng lối ra Thành Nhật Cốc bỏ chạy rời đi. Trong đầu của hắn có mười phần hối hận, trong miệng lẩm bẩm, thực sự là không nghĩ tới ác ma này vậy mà không chờ thế lực sau lưng ta tới liền tự mình xuất hiện, thực sự là quá hung hiểm, cái chút nữa liền đã bị giết. Ta đã chạy ra xa như vậy, tên kia hắn là sẽ không đuổi kịp. Đến lúc này, bên trong thiết bị liên lạc của cổ võ trung giới mà Mã Công Tử cầm trong tay đột nhiên truyền đến thanh âm tức giận của một nam tử trung niên. Còn cái thằng ngu xuẩn này còn không muốn sống rồi sao mà cũng dám tùy tiện hành động như vậy. Giờ thằng tên ác ma kia lúc trước ngay cả Cao Chính Xương còn toàn bộ cường giả của Nguyễn Thành kém chút để bị hắn giết sạch. Hắn cho dù là thụ thương tôi đó cũng phải là con mà có thể bị khiêu khích ta. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, còn khi đó chứ từng thấy qua hắn ra tay, nên con căn bản không hề biết ác ma kia khủng bố đến mức nào. Ngay cả cha của con lúc đó thiếu chút nữa cũng đã bị ác ma kia giết chết. Mã Công Tử giờ phút này có chút không kiên nhẫn, cả giận gào vào bên trong thiết bị liên lạc kia, con làm sao lại biết được ở đây lại gặp được ác ma kia, cha đừng lãng nhãn nhiều như thế, nhanh tới đây cứu con. Hắn rất nhanh liền sẽ đuổi tới, nếu cha đến muộn liền sẽ không còn gặp được con của cha, con cầu xin cha, cha nhanh đi đi. Mã Công Tử đều nhanh muốn bật khóc, vội vàng thúc giục. Mà bên kia có lập tức truyền đến thanh âm, con bây giờ đừng phân tâm nữa, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, chạy nhanh nhất có thể cho ta. Tông chủ đã mang theo một nhóm lớn cường giả, chúng ta cũng đang cố gắng hết sức để chạy về phía đó. Mã Công Tử vội vàng nói, các người còn bao lâu nữa à? Con đã thông báo cho mọi người lâu như vậy, còn người không được qua đây, ta cầu xin người, ta biết sai rồi, Dương Thanh Sinh, ta biết sai rồi, cầu xin người đừng giết ta. Mã Công Tử bên này nói được nửa câu đột nhiên bộc phát ra một tràng. Hóa ra tại thời điểm Mã Công Tử trò chuyện cùng cổ võ trung giới bên kia, phát hiện sau lưng có đồng tỉnh, vô thức quay đầu nhìn lại, thần linh nhìn thấy Dương Thanh vừa đổi tới. Mã Công Tử lập tức liền bị dọa sợ. Dương Thanh đã phải ôm lấy hai người, vậy mà còn có thể đuổi kịp hắn, điều này đã cho thấy hắn không có cơ hội tiếp tục chạy trốn. Vì vậy Mã Công Tử phát lối, tại thời khắc này cũng lựa chọn cầu xin tha thứ. Dương Thanh giờ phút này cũng dừng bước, thanh âm khàn khàn nói ra, quỳ xuống. Già hóa này chính là hung thủ hạ chết Lưu Yên, ngay cả Lưu Vũ Hàng kém chút cũng đã chết đi. Hai anh nhân quan trọng như vậy lại đưa vào kết quả như thế này, Gia Thanh đương nhiên sẽ không để cho Mã Công Tử chết quá dễ dàng. Mã Công Tử lúc này không dám phản kháng, nghe được thanh âm của Gia Thanh hắn lập tức hai chân mềm nhũn quỳ mọp xuống đất. Bên trong thiết bị liên lạc lập tức lại truyền tới thanh âm của phụ thân Mã Công Tử,
Nhi tử, Nhi tử, có chuyện gì thế? Là hắn bắt được con rồi sao? Con không được hù dọa ta, con đang chống đỡ cho ta. Ta cùng tông chủ lập tức liền đuổi tới. Mà công tử quỳ trên mặt đất, mặt mũi đều tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, quần áo toàn thân đầy ướt sũng. Hắn run rẩy kịch liệt, lắp bắp trả lời: Cha, hắn đuổi theo, con chạy không thoát, cầu xin các người mau tới cứu con. Gia Thanh trực tiếp hỏi ra: Các người là ai, thuộc tông môn nào? Gia Thanh từ thanh âm bên kia truyền đến nghe ra được, âm thanh kia có mấy phần quen thuộc, nhưng trong chốc lát là nghĩ không ra, vì vậy anh liền trực tiếp chất vấn. Người bên kia hiển nhiên cũng muốn vì Mã công tử mà kéo dài thêm một chút thời gian, lập tức nói với Gia Thanh: Gia Thanh, ta khuyên người tốt nhất nên bình tĩnh một chút, người nói là giảm giết nhi tử của ta, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Người Gia Thanh sớm đã lửa giận ngập trời, không đợi bên kia nói xong, anh lạnh lùng gằn ra từng chữ: Người đang uy hiếp ta sao? Ngay cả Lưu Yên cũng đã chết đi, Ngô Hùng Bá, những người kia cũng xảy ra chuyện, mà vợ con của anh thì đang được Tuyết Nữ cường đại kia mang đi bảo hộ. Bây giờ làm sao còn có chuyện gì có thể uy hiếp được Dương Thanh chứ? Tiếng nói của Dương Thanh vừa dứt, một chưởng trực tiếp vỗ ra, nương theo một đạo linh khí sắc tựa như dao, nhanh chóng quét qua. Một chân của Mạc công tử đột ngột đứt lìa văng đi. A, chân của ta, chân của ta! A! Mạc công tử đột nhiên gào lên một tiếng đau đớn như tan nát cõi lòng, cả người cuộn lại như một con tôm, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Bên kia nghe được thanh âm của Mạc công tử, tức giận thở hổn hển. Chẳng qua lần này hiển nhiên là hắn không còn dám uy hiếp Dương Thanh. Giọng điệu của hắn lập tức mềm đi rất nhiều. Dương Thanh, người không nên thương tổn tới nhi tử của ta. Ta rất nhanh liền sẽ đến. Chờ khi ta đến, ngươi liền sẽ biết chúng ta là ai. Chúng ta sẽ xin lỗi ngươi, sẽ cho ngươi linh thạch, cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Chỉ hy vọng ngươi không nên tiếp tục tổn thương tới con của ta. Dương Thanh lại là một chưởng lướt qua. Mà công tử bi thảm kia, một cái chân còn lại cũng từ trên người rớt xuống. Hắn lập tức gào thảm càng thêm lợi hại. Mà công tử nhìn không được, lớn tiếng gào với bên kia: Lão già, ngươi lại muốn hại chết ta sao? Ta cầu xin ngươi đừng tiếp tục đối nghịch cùng Dương Tinh Sinh. Ngươi liền thành thật trả lời câu hỏi Dương Tinh Sinh đi. Bên kia phẫn nộ, vừa định mắng tiếp một trận với Dương Thanh, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, sau đó chậm rãi nói ra tên có một tâm môn. Dương Thanh lập tức bỗng nhìn tỉnh ngộ, khó trách anh lại cảm thấy âm thanh kia tương đối quen thuộc. Hóa ra là các ngươi đến vừa đúng lúc, các ngươi tốt nhất để đến Thành Dược Cốc càng sớm càng tốt, biết đâu ngươi sẽ có cơ hội được gặp nhi tử của mình lần cuối. Dương Thanh cười lại một tiếng, sau đó trực tiếp một chưởng phát lên, thiết bị liên lạc nháy mắt tan thành bột mịn. Mà công tử lúc này tiến vào đến cực điểm, trong lòng không ngừng cầu nguyện phụ thân hắn cùng tông chủ phía sau hắn có thể nhanh chóng đến nơi này. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia của Dương Thanh, điều mà công tử có thể làm cũng chỉ thế là liều mạng cầu xin tha thứ. Dương Thanh Sinh, à không, Dương đại gia, Dương gia gia, ta thực sự biết sai rồi, cầu xin ngài tha cho ta một mạng đi. Ta đã bị ngài phế bỏ hai chân, đã có cách nào cử động được nữa, cái cánh sẽ không đối nghịch cùng ngài. Ta cầu xin ngài nghe ta, chỉ có mình ta. Dương Thanh không nói gì, mà là từ bên trong nhận đế vương lấy ra một sợi dây xích, đem một đầu trực tiếp buộc tại trên cổ mà công tử, đầu còn lại nắm chặt trong tay. Lập tức Dương Thanh lưng cõng Lưu Vũ Hàng, đồng thời một tay ôm lấy thi thể Lưu Yên, tay còn lại nắm sợi xích kéo theo mà công tử hướng về phương hướng thôn xóm Thành Dược Cốc đi đến. A, ngươi mau dừng lại, còn xin ngươi thả ta ra, còn xin ngươi đừng kéo nữa, ta sắp chết rồi. Ta còn xin ngươi đừng hành hạ ta nữa, ta không chịu nổi. Mà công tử nơi nào sẽ nghĩ đến mình sẽ gặp phải loại chuyện mất đi hai chân như thế này. Cơn đau thấu tâm can truyền đến từ vết thương đầy chân muốn để hắn ngất đi, kết quả Dương Thanh lại lôi hắn đi như thế. Dương Thanh không nói một lời nào, chỉ chậm rãi đi tới. Dương Thanh trong lòng hận mình thấu xương, anh đã không ngừng nói sẽ bảo vệ tốt hai tỷ đệ này, nhưng để bọn họ lần lượt thụ thương, nhưng như vậy thì thôi đi. Kết quả lần này sau khi Lưu Yên ngã xuống, vậy mà trực tiếp mất đi tính mạng. Dương Thanh vô cùng hối hận, vừa rồi vì sao mình lại tự đại mà xuẩn ngốc như vậy? Với sao là nghĩ đến việc tra hỏi tình huống tại cổ võ trung giới trước, mà không phải là ngay lập tức giải cứu Lưu Nguyên Yên. Nhưng là bây giờ tất cả đều đã muộn, có hối hận căn bản cũng vô dụng. Dương Thanh không dám tưởng tượng, chờ sau khi Lưu Vũ Hàng tỉnh lại, anh sẽ phải đối mặt với Lưu Vũ Hàng như thế nào. Mà công tử bị kéo lê trên mặt đất, còn Dương Thanh đi phía trước, ngàn vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu.
hai người rất nhanh đến trở lại khu vực trước đó. Gia Thanh phát hiện bên kia vậy mà không có bất kỳ ai ngoại trừ thi thể một đám võ giả trên mặt đất. Để Gia Thanh cảm thấy không bình thường một chút chính là anh lại còn phát hiện thi thể có một số dược nông thành dược cốc. Thế nhưng là lúc trước anh chỉ giết Trương Hoành cùng Trương Tất Cường phụ tử hai người, căn bản là không hề giết chết một dược nông nào khác. Chẳng lẽ là đám súc sinh kia đã chạy tới đây giết những dược nông này hay sao? Thế là bọn hắn mới vừa rồi còn trò chuyện, nó cần một chút thời gian à? Gia Thanh cau mày không rõ nơi này đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì dưới tình huống bình thường nhất định sẽ có rất nhiều dược nông lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Mà Di Chu thật thà kia nhất định cũng sẽ ở tại nơi này chờ đợi nhìn thấy thi thể Lưu Yên. Nhưng là bây giờ ngay cả Di Chu tên kia không thấy tăm hơi. Gia Thanh luôn cảm giác không khí này quá mức kỳ lạ. Bất chợt bước chân anh tăng tốc hướng vào trong thôn làng chạy tới. Mã công tử ở phía sau bị kéo lê trên mặt đất bốc lên một đám cát bụi. Đường núi ở đất đá gập ghềnh rất nhanh để đem thi thể của hắn chà sát đến máu thịt bè bét. Mã công tử vốn cũng không có thực lực cao cho lắm, chỉ là ý vào thế lực phía sau lưng cá mượn oai hùng mà thôi, chứ bản thân hắn căn bản không có bao nhiêu linh khí. Lúc này ngay cả năng lực bảo hộ thân xác đều không có, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy yếu ớt. Tại những nơi thi thể của hắn đi qua, đầy đất đều là máu tươi của hắn. Chân thân đối với Mã công tử không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ, không có chút nào thương hại. Gia hỏa này đã hại chết Lưu Yên, Gia Thanh liền không có ý định để hắn có thể chết thống khoái. Rất nhanh Gia Thanh liền đã tới thôn xóm, anh triển khai thần thức, lúc này mới phát hiện nhà nào cũng đều đóng chặt cửa. Mà nhóm dược nông thì tất cả đều lẩn trốn ở trong một viện lạc. Một căn nhà duy nhất có tường đá thật cao vây quanh tại bên trong thành dược cốc, chính là nhà của cốc chủ Trương Hoành. Tàn tay nhóm dược nông để nắm lấy vũ khí, có một số là liềm hái thảo dược, có một số là xiên sắt chuyên dùng để chống dạ thú, cái gái là những chiếc bổ lớn, còn có một số người cầm dây thừng trong tay tạo ra những cái bẫy bằng dây tại cửa ra vào. Hôm nay chỉ có clip thôi nha.